Theo cáo trạng vụ án, từ ngày 12 tháng 10 năm 2020 đến ngày 6 tháng 12 năm 2022, Ngô Thị Thu Hằng, sinh năm 1976, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đăng kiểm Bách Việt, cùng Phan Đình Thám, sinh năm 1972, Tổng Giám đốc Công ty, Phan Trung Hiếu, sinh năm 1976, Phó Giám đốc Công ty, cùng 8 đối tượng khác là đăng kiểm viên, nhân viên, kế toán, thủ quỹ của công ty đã thống nhất nhận tiền của chủ xe, lái xe để bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện khi kiểm định, ký cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7802D. Số tiền các chủ xe, lái xe phải đưa thêm từ 100 đến 400 nghìn đồng đối với các lỗi nhỏ và từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với các lỗi lớn. Trong thời gian này, đã có trên 6.200 phương tiện xe cơ giới với trên 13.700 lượt thực hiện đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7802D. Tổng cộng số tiền Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7802D đã nhận của các chủ xe, lái xe là hơn 5,3 tỷ đồng. Các bị can đã nộp lại đủ số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả trong vụ án này.